师傅们慈悲，师姑们慈悲，同窗道友慈悲。今天是星期六，2024年8月24号，我们在周末提出来一个话题，帮助提醒大家怎样参禅，跟着真正的宗旨。从无从疑到悟，疑不是找一个答案，疑就是想要开悟自心，好像在梦里面打开眼睛，在梦里面醒了。本星期的话题就是正遍知。说正遍知就是自信的知，都是一个名词，名字。正的意思就是郑重。都是那个佛性的知道，就是正遍知。解释都是方便的，如果可以解释得到，那不是正遍知的。正遍知要得到，一定要开悟，自己的头脑不能理解得到正遍知的真实的意思。佛陀说，佛陀一切的语言、文辞。文字都是想要众生开悟，找到自己的正经，不是让我们理解，让我们晓得，让我们发展自己的知见。正遍知是般若，就是无智。无智，但是无所不知的，就是般若色空不二，都是无助的，所有都是解释。所以圣教送他自己的述道慧远。慧远大师30多、40岁，慧远都很痛，就是很理解正法的，所以慧远说这个见解很深。所有不能解释，但是都可以解释出来，让自己发展自己的自心，让我们晓得自己的佛心跟着佛陀祖师没有区别，就是说那个正道的、正悟的，都说般若无知、无所不至的。好像祖师都有叫出来一个智的那一手势、手气。就是说，般若的智没有能所的。智即不是无缘智呢，智知就是以为自己有能智，都不是无缘智啊，就是因为它全部都有建立的，都有分别的，说没有能所，没有所知，没有能智，那认为是无智。那都不行，不是，自信的知没有生灭啊，
清楚，没有生灭，tại mình cứ从đuổi来theo cái没有生生灭灭。đuổi theo cái biết因为以mình前mình mắt到mình现mắt在kia我mà们bây追giờ求mình là muốn生灭，hiện được cái bản所trí以nói cái nghĩa那个muốn cái gì本được质已rồi经thì cũng là消cái phương失，tiện thôi现在要表giống như họ现nói出đó来，mặt trời bị khuất bởi好bầu trời像khuất bởi trái đất hay khuất bởi太mây阳啊，đen被那thì个chỉ dẹp黑云dẹp được cái khuất mặt trăng khuất của mặt trời ấy qua của khuất của trái đất quan khuất của mây đen thì mặt trời ánh sáng mặt trời nó thị, luôn luôn所cứ以soi看不chứ到không太阳。phải do mặt trăng nó không nó lúc đó nó ngưng chiếu hay là do trái đất nó ngưng chiếu do mây đen nó ngưng chiếu mà nó cũng đang chiếu nhưng Như mà mặt太trăng nó阳ở从cái来lúc mà没chiếu有tới消失，没thì Phật有ta lấy停止cái ví dụ đó,照Đức Phật dùng光。trong kinh điển chư tổ cũng mượn cái ví dụ đó để mà就是chứng minh và giải thích祖chúng ta师có cái用niềm这个tin例tin là如来tự tâm chúng ta vốn luôn表trở nên达đẹp đẽ自己的自bát心，nhã trí luôn luôn般若就已tại经具足了。không có ở Phật cũng không在có佛没tăng有ở phàm增，không có在giảm法没有减。và cái đó chỉ那có一ngộ定要dẹp开đi悟，cái少nỗi掉能sợ dẹp所đi cái障chướng碍，ngại thì lúc đó大师mới có才tự可tiến以lộ自己表现出chứ来。không phải là mình đó不cho是là我cái们自gì己认为是cho什nên đó么，nhiều那就khi不mình đó行。但是有时cứ我们chuyên追chú求và cứ悟chuyên chú慧，làm mà放bỏ下cái功công phu夫，被bị cái那个无明vô执minh着ngã chấp nó mà影chi响。phối rồi cho năng认sở hay为là能không cho所năng或者sở没有能vân所vân等等，都是cũng đều là đặt在那cái个分công别phu上、无là明上，vô minh chứ không phải là不是khởi được起得cái到dụng của自cái tánh信的用，hay là或者khởi cái说tánh见là心，cái或者tánh说醒了意思，正thì遍chứng minh知、đi般là若cái bát nhã知，trí不là能tự知biết道，Đức Phật cũng nói trong kinh Lăng不Nghiêm能理解。佛陀都在《kiến楞严trí kiến经》有khởi说kiến：“phi见thị kiến坚智kiến đồ实，ly kiến kiến bất năng gặp cái kiến tánh á kiến tánh là见cái kiến非tánh是kiến坚không thể kiến cái không thể thành cái năng sở năng kiến sở kiến见kiến心tánh不是没有建mà立那个do lìa cái năng sở能do见lìa所见呢？cái kiến của cái năng sở nó không có那thể个đến được cái能kiến所tự tánh cho见nên là的能phải所不能dẹp hết cái che khuất不能理解不能thì mới tức理là cái解kiến得không到啊mới见cái kiến性的để mà biết坚được nó不能用那个biết知được道cái晓năng得sở啊理解得到，因为知cho nên道nói là phải ngộ还không ngộ在thì那phải个能ngộ所，所以说我nên们nói一定要là开悟phải phá才cái可以tánh理解，vô minh才可以清楚nên得là到。luôn tham thiện là khởi cái nghi tịnh想要开cho nên悟，nó一gọi là定cái要nghi修tịnh行。我们修nghi行tịnh这个法là门，cái就是nghi参tịnh禅、nhãn提để话mà头、起依请。giải thoát依请就để是để般mà若的mình chứ因，không phải mình开悟chọn的mình因。lựa mình phân biệt nên nếu mà chọn lựa phân biệt và muốn đề muốn giết没有Phật选择，tử没有分muốn别。hướng về chân如果như还想要thì压đều là lầm妄想tại vì còn cái要chỗ走là gọi到là đi真chỗ如về的，那cho还有nên那个cho nên想。tổ sư mới nói là dục trừ phiền não trùng tăng bệnh xu hướng chân như tổng thị tà所以trừ祖cái phiền师说，não là想tăng chân bệnh要少掉hướng về chân như烦恼，đây là就tà是邪道了，tại vì có cái因năng为还有sở能所了，tự自tánh nó không cấp心爆破空。thời gian空空间、间时间，xưa nay chưa từng从thấy来没rõ有见解。đó là lời佛không陀giả的意思，nghĩa bát nhã trong tất想cả要các解kinh đại释thừa liên般quan若的意思，mà tại mình đang在cứ经里bị面ý都thức有说，但nó是我们一lỡ直被và nó意chạy trong cái识tri kiến骗着。chạy trong cái sự hiểu chạy trong cái văn tự我们chạy从suy nghĩ来追求thì chính那cái个想nghĩ思、văn文tự字、tri语kiến言，gọi là kiến lập tri kiến建立自见，tăng那就niệm是tăng无định明的nguồn gốc根của本、sinh tử生死的根本。nguồn gốc của phân分biệt别的根本，hay nguồn gốc của ngã我chấp觉得根本没有không区khác别。nên那có如mình果đang我tự们tâm有心之心，luôn一直để提话khởi头khởi nghi起tịnh疑情，đến khi到mà thình lình nghi tịnh忽tan然rã那个đến cái gốc nghi疑情tan rã破了，lúc疑đó情chúng ta sẽ破了，那có个rõ散đây không了phải là có năng sở就rõ是疑情的根，rõ đây là gọi là ngộ
散了，thì那đó就是开là悟giải thoát,的刹那，là chấm dứt就是hết tất解cả脱，结cái束一sai lầm切cái无名của mình错误啊，自己的bây无giờ chỉ名có错误。ngộ chứ không có那thể我们mà nói là只chấm dứt要để đi tìm开hiểu悟，được.不能用意识来Thì đó là想cái đề掉tài cái tuần này啊，不能用意mà识来理chưa.解得到的。Thì bây giờ vị nào có thắc mắc那就是我có们những本bài học tu星tập期啊，hoặc向là大tin家căn分bản享。Phật pháp现在hoặc是là问话时muốn间，谁有trình疑bày问kinh nghiệm trên sự或công者phu想要tu tập分享của mình自己的功夫参trên禅，đại chúng,请xin提出thời来。gian để ra.南无本Nam mô师释A迦牟尼Di佛。Đà Phật.现在是有一位女士疑问。Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng thiền đồ đại chúng. Thưa thầy, là có một Có gia một đình ở Pháp thống chăn đau và nhổ nhờ con hỏi, cho và vào xin xin mời thầy khai thị bằng là khi mà thì chút là ý cái ý vị cái bài mà chỉ thiền số khai thiền sự ý cái căn dụng y thì sổ sư bốn cái câu này có phải là hiển bày cái tự tánh nhìn truy của mình không ạ? Và vì cần sao nhung mà có lúc mình ứng dụng được, có lúc không ứng dụng yêu được, số của mình tự và sinh nhiều trong số khi có thể nhìn sư nhung phụ các thiền thức đều khẳng dù định sư có rằng nên là nhung nhung chưa chỉ là tự sinh ứng dụng hành à thiền thật là sự chẳng vì sao thể biết được với lý có chẳng thiền sư thức như thế này. Mình xin có mời chỉ thầy. tha đó sân chưa sư chân chẳng khai sư chưa Cái sư mỗi thiên nhìn lời nhung của ta sư không sợ lục tổ á, mà lục sư tổ phụ cũng đã sư nói lưu chủ tờ hoa nay tổ xin gượng nói dạy ra, tức là chủ lục tổ sư nói là ta đó, nay ta gượng nói ra bị khiến ngươi chặt bỏ tà xuống kiến. lại nhất định Do phải chủ chặt thân mình lại nói mới biết do ra thân sạc phận, mình mới phân do xa mình chấp thật á, chế chuyện do mình cứ vô yêu đuổi theo truy lời nói, do chiếu mình đuổi lý hèn theo danh đuổi theo tướng á, truy cho chiếu nên vì mình vô mất mình thường cái thường truy tín chiếu dụng tức sang là mình mất nằm cái tự tánh của mình phân xa tư trên chỉ cái là danh chân hiệu. viên chữ. Nó cũng trên cái dụng nhưng mà mình á cứ chạy Tu theo sĩ bóng trên là thôi, cái dung sang miền, đuổi ta theo sẽ là mình cái truy hành động chiếu những cái giả giả tờ tạo thôi, dính, đuổi theo cái sanh diệt truy thôi chiếu những cái sân chứ miền, không có chịu á không quay想lại回cái到chỗ自己tánh,的真心，quay回lại到cái自己chỗ的tự tánh佛心来开chứ đuổi悟，theo chứ一đuổi với tín dụng直rất là truy nhiều, thế nhưng mà cứ chiếu, đuổi好theo cái像tướng vậy,佛nhưng陀chó đời từ cục chủ xương sư không都，có例chịu如phát啊，hiện cái người quan cục我xương们追求那个thì đuổi骨theo呢，cục xương好dụng像tánh一tự个tánh人à, mà mình cứ放đuổi一个theo骨，cái danh từ những cái我tướng们trạng chạy好像theo一á只狗追thì求nói那个tất骨，cả thường ứng trực căn dùng不理thì解佛khởi dụng陀祖tưởng,师的意思。mình luôn luôn khởi dụng tưởng, mình luôn luôn我khởi phân们biệt正tưởng,常phân起biệt那个tất cả分pháp别，bất khởi phân biệt tưởng.分别一切法，不起Chư tổ cũng có分cái ví别dụ á,想。mấy cái gương cảnh gì ở ngoài gương nó cũng佛phản陀chiếu祖được cái师，cảnh hết á, cái就tướng hết例á,如，mà gương nó không có lưu lại cái cảnh ở在trong那个gương,经上gương面，không có lưu它lại可cái cảnh.以什么？Cái hoa đẹp hoa xấu东tiền như西là都可giấy以看đá在hay那là个ngọc,经上面，它有nó表hiện hết现在那cho个nên nó经không上phân面、biệt,经纸上nó面。rõ ràng但luôn cái是那cảnh个gì经màu纸，gì它sắc gì本nó rõ身ràng本à, mình không có bị来的，cái它tưởng ở的trong đó经là纸cái phân biệt,不cái能看phân biệt到tưởng它đó自己的，nó phân biệt hết tất cả, sáng tối cũng phân biệt mà, giống như gương vậy nó phản chiếu就是lại反照đó, ví啊。dụ mà đó là một cái这ví是一个dụ thôi,例如，ví让我dụ cái们tự可以tánh理chúng解ta得vậy,到。mà tự tánh chúng ta không phải như cái gương đó đâu, tự tánh chúng ta cái我dụng nó们rất là的đặc自biệt信à,那个用啊，很giống như特别，là lục căn ngũ六dụng根ừ.有用。Mắt thấy tai nghe phải không, nhưng mà thường thường mắt cũng có thể nghe nữa,但是有时我们的giống như眼là睛quán只能看得quán到，但quán是cái其âm,实自己的用quán là nói về自thấy á,信，mà nói về cái âm thanh六根à,可用的thấy cái âm thanh眼khi睛tai都họ可thấy以cái âm听得thanh,到。cái âm thanh thế gian thì cũng nói lên那都是说那cái đó个là cái用，dụng, tại do因为mình我sanh们ra生cái出phân来biệt,分sanh ra别cái能mạng所，sở, sanh ra cái tướng啊，ngã执chấp着rồi的cái tướng相vô无minh明的rồi相，thì所mất đi以cái dụng của那个tự tánh,自信hoàn toàn mất đi cái的dụng của tự用tánh, nó vậy.像是没有表Thì cái现出来。sự nó là thường那ứng所trước căn dụng,刚bất才khởi说dụng tưởng, phân biệt nhất thiết pháp, bất khởi phân biệt tưởng.
là那tôi nói个lên手势想要cái tự tánh dụng á,讲nó那luôn个luôn自trình bày xưa心nay的用，do以mình前không到có现在ngộ được á,的phải là用，nhận biết đâu ha,因为nhận我们biết cũng开là cái悟phương得tiện lời到。nói, phải nhận trên cái năng sở, có cái gì để nhận, có cái gì để biết. Mà ngộ ngộ thì tất如cả果cái năng sở,开悟了，cái那个tương đối相对là能phải所hết,被结phải chấm dứt.束，Giống như trong kinh好Kim Pháp像mà圆chúng ta觉thấy经quặng á, thì nó波多tạp度nhất, mình中thấy đâu thấy được vàng đâu,环là phải境loại bỏ tất cả在tạp地chất里đó面thì已chỉ có经cái有vàng了，rồng, rồng là但是我vàng là们rồng,它那个vàng环là境chuyển被hộ,地被nó杀mới dùng được, nó mới có giá trị. Ra所loại tất以cả những不cái能看tạp得chất到，cặn bã,我们要少掉那nó个lại nó杀đầy đủ,那个nhưng mà脏的东do cái西，tạp那个环chất境才cặn可以bã表của cái现出tâm来。của mình, của tham sân si phiền não, nó我đầy们đủ现mình mới在thấy được cái tự tánh,贪嗔không痴，dùng được cái tự tánh cũng là tại习气chướng执着bởi太深厚，cái所以不chướng看ngại得đó,到自己cái的tham自sân心，si ngã chấp vô minh đó. Nên cái loại đây少掉。tức là luyện giống như luyện vàng vậy đó, à. Chứ còn loại bỏ bỏ hết cái quặng thì cũng đâu lấy được vàng đâu, à. Mình cứ chạy lên đó, nên cái đó là phải luyện, giống như người đang đang tham thiền, đang tu á, tu tập á,那我là们参禅，càng lược ra được cái ngã chấp就cái vô是minh tương在đối, à. Thì lúc đó少掉mới tự那tánh个tự hiện,执à.着Tự tánh无nó名rõ习ràng, nó气，sẵn đó, có đó mà, à. Ví dụ那个trong kinh自như vậy信会表thì đó现cũng出là来。phương tiện, đó cũng là那cái ví佛dụ,陀讲ví出来，dụ祖cái师ví讲dụ出来chỉ都tương是đối例mà,如的。à, phải ngộ. Trên cái我tổ们sư一thì mình定ngộ要rồi á,开悟才可以。từ rồi từ giờ trở đi không có bị Phật tổ gạt所以前主nữa. Tại mình cứ事đuổi theo cái ví dụ à, để muốn biết讲，hiểu, muốn ngộ cái ví dụ,主事一chứ không开phải là悟了chịu tu就trên công phu说，của mình để ngộ.从现Cái在ví dụ lời nói chỉ là cái phương tiện tạm由thời,此chỉ啊，là不muốn cho会chúng ta tin被tự佛tánh,陀主事muốn ta骗着，phải phát因为cái kinh所nghiệm,有mục佛đích陀主Phật事tử,讲出来的意à, đừng có思chạy theo的cảnh例如，duyên, đừng chạy theo cái都是vô minh ngã chấp,放mà边chính cái解năng释给sở,我们cái理vô minh解。ngã chấp đó, nó dẫn dắt chúng ta từ vô thủy cho tới bây giờ. Mà phải nói执chỗ着này rất让我们khó,从无không phải始到dễ,现không在phải呢，dễ mà nhận nó là这vô一minh đâu,点，mà cứ cho nó这là一con点mình không,其cho nó实là, kêu là Đức Phật hay很kêu难dẫn可dắt以làm con, cho nó认là识得con到。mình, cứ那dẫn nó,哪个是无nâng名？niu chiều chuộng nó,其实有时nó phát我triển们đó,就以为他mà cho是nó自己là的giải thoát, cho nó孩là giác子，ngộ,那以为他是。như cho nó là duy tuệ thị nghiệp, mà thực ra không có chịu tu, mà lấy nó để mà đưa cái danh mình lên, đưa cái ngã mình lên, đưa cái lợi dưỡng của mình lên, tăng是trưởng迫thêm,着，nhận但是thêm,其cho实nên nhà vừa là nhận giặc làm con, mà chỉ thêm thì thêm cái gì,都thêm vô是minh,执thêm着phiền无não,明的，都是thêm我们khổ的敌đau,人。thêm sinh tử, chứ đâu có giải thoát được trên đó đâu. Nên nó là ứng dụng hàng ngày mà所phải以tự biết说，每và cứ天đuổi应theo用，cái大ngã师chấp傅vô知minh.道，因为我们一直Nên追求那个cái lời我của执tổ cũng không có khác với lại主cái事lời của Phật,的ví dụ cũng trong kinh语Đức Phật Niết言，Bàn跟佛陀nói là cái lời vô在tưởng, à, bậc thánh thì có lấy thế lời vô tưởng,大巴không涅盘có trước经都tưởng,没有区别。không có trước tưởng thì không có điên đảo tưởng, mà không có điên đảo tưởng thì không có phiền não, ừ. Đó, cái từ cái thế lực vô思tưởng, còn留chúng不sanh想á, thì ở trong cái thế lực vô tưởng就是sanh ra cái trước tưởng,开悟的人，ừ,他都用sanh ra那个cái思sự留thế lực不vô想，tưởng, cho但nên是trước没有tưởng,生出来cho nên trước tưởng mới thành执điên đảo着tưởng,想，mới có phiền não,所以没有烦恼。我们đó众là生chính是do因为cái有trước执trước,着đây là chấp想，trước, đây都là用ngã思chấp留trước vô不minh,想，但是因为有执cho nên着，nó mới làm chúng ta điên đảo khổ đau.才生出来种种的Thế làm烦sao恼để mà颠倒chúng ta痛苦的。那我们怎样chỉ có thế lực vô tưởng,得không到？có trực怎tưởng样可以得到？只有để思留ngộ不thực想，tập, phải phải没有ngộ执trực着tưởng,想才可以phải ngộ tự tánh, nó phải khởi nghi tình để nhận tự tánh,解脱，thì lúc đó chúng ta mới结chấm dứt束那个无名cái执vô minh着ngã呢。chấp. Thì cái佛lời của陀Phật主dạy事的语tu言，cũng để就củng是帮助cố我们cái巩tự固tánh,自己的信之心，để chúng ta hành让động,我们tông chỉ của thiền tâm là tự tu行di để跟着ngộ,参禅，真正的宗旨，ngộ đây là ngộ tự tánh đó,从一到hay悟。là
hiểu biết một cái vấn đề gì. 悟，这个悟的意思就是开悟我们的自Nên性，là不是悟phân什biệt hết么tất cả pháp, à问题。không khởi phân biệt tưởng, ứng dụng tất cả các căn mà không có khởi cái dùng tưởng, là ý như vậy. Mà tại vì chúng ta hay dùng giống như là một cái ví dụ khác, thì Đức Thích chúng ta nói ở trong cuộc sống chúng ta đừng bỏ cái phân biệt, cái năng sở vô,祖师hay là都cái有cho说，là我vô,们在生活上thì là cuộc sống不ta用nó tự tại,帮tự do tự tại.有那个Nếu như bậc执thánh着，đừng不đừng用有có那个loại được认为性cái đó啊，ra được đâu,那我们就很là幸sống là福了。luôn trên đó, trên cái但phân biệt是我vô们não.一直用那个头脑Nên tại sao nói的分là别，cái công phu chúng ta khi所以mà说我们的功夫loại được cái biết bộ não, cái phân biệt của bộ não, thì cái biết của tự tánh nó hiển lộ少掉那个đến头đó.脑的知道Lời của Phật,啊，lời那của个tổ, lời của tiền自bối信的nó知được道hiển nhất.才可以表现出来。Cái biết của祖chánh师thì三句诗都有说，biết lúc正nào遍không biết,知，không lúc nào không一biết,直chỗ nào什không么biết,时候không时chỗ时nào刻không刻biết,都知道，chết giấc cũng biết, chết死了rồi都cũng biết,知đó là道biết của chánh.啊。Thì nếu mà chết rồi không biết nữa, hết biết rồi á, thì死biết了，là cái如phân果biệt của死bộ了não.还不知道的Biết话，bộ那就não thì是。nó có máu, có oxy, nó头là nó脑biết,的nó知hết道thì不是正辨知nó的luôn知道vậy.呢，Rồi chết thì hết biết, biết那thì biết个cái gì,知道就biết是của头脑的知道就vọng,是vọng妄tưởng想，và chấp就是有của生灭mình.呢。Mà cái biết đó nó thay hình đổi dạng, giống như chúng ta thay cái lớp áo, lớp da này,那chúng个ta知nhờ lớp道da啊，就có thể是mang有lông, có变thể đổi现sừng, có khi làm người, có khi làm trời, có thể bay, đủ thứ, làm súc sinh, đủ thứ thân. Rồi á, mình lấy cái biết của trên cái thân đó, cái biết của sanh diệt, biết của biến đổi đó, cho làm mình. Cho mình sống trong cái vô minh.生灭了Chỉ loại无được cái量biết đó,生啊，thì lúc đó cái从biết của tự天tánh到到处mới hiện生ra được.等等，Biết của但quan是biết都của以năng为sở.那个知道在Mà那个chư tổ生đưa就ra chúng是ta có真nhiều实的。quá, tri không có hai người, do mình lấy cái hai, giống như không có hai cái đầu á, mà nó lấy hai đầu á, đầu thượng an đầu, mình trồng cả hàng trăm hàng ngàn cái đầu trên, làm chướng ngại cái tự tánh, cái biết của tự tánh, cái đầu bổn lai. Cho nên phải người mời bác sĩ cắt bỏ, phải cắt bỏ hết tất cả cái đầu mọc lên dư thừa đó. Cái đầu đó là cái tri kiến, đầu của tri kiến, mà mình thích cái tri kiến tại nó có tướng, nó có danh. Cho nên cái sai lầm phải cắt bỏ. Nên cái sự tu tập chúng ta làm sao á,那mà我tất们cả现những在修cái行怎样biết á, trên cái bộ não, chấp ngã cái bộ não,把phải那chấm个dứt.头脑的执着的知道Nói chấm晓dứt ở得đây结là phải束？chấm dứt cái说phân biệt, chấm dứt结cái束就mà是结束那个đứng分đầu á,别cái了，linh hàng đầu á, chấm执dứt着cái无ngã chấp明của了。vô minh á. Tại vì giống như là好hai cái đầu,像在mà cái头đầu上á đó nó面chướng ngại cái生đầu多一个vãng lai,头，là nó cứ điều hành luôn cả那就cái障碍了。toàn thân á, điều hành hết, vì nó cũng chỉ đạo hết, vì nó cũng dẫn dắt hết, cho nên dẫn đi xuống hố. Trong kinh Đức Phật cũng ví dụ như có hai con rắn, có hai cái đầu á, cái đầu ở đuôi, cái đầu bên đầu,在经里cái đầu面，ở佛đầu陀bên都有kia,例cái đầu bên đuôi,如nó cứ有dẫn đi一dẫn đi,条mà cái đuôi nó thì đâu có mắt一条đâu,蛇，cho它nên有两nó个là hay,头，nó là giỏi, cho nên nó bò riết xuống dưới hầm, bò xuống vừa hố lửa.在头在尾Thực有，tế nó cho nó尾là边giỏi,有一个头，mà nó là cái đuôi, đuôi đâu có mắt, cái đầu đâu mới có mắt.它一直爬爬Nó就thực tế爬nó là下cái đầu,去那个dùng危dùng险ngược的lại.地方。Thì cái đầu vô minh chúng ta cũng là cái đầu không có mắt. Cái đầu vô minh chúng ta là cái我đầu们của ngã的chấp,无chấp明thật,头脑就是mà没nó有dẫn眼ta đi vào睛，trong sinh tử,那我trong们vô进minh á,去mà cứ để cho nó dẫn đi.那个生Cho死nên的phải cắt bỏ cái đầu đó,地方，cho phải chấm所dứt cái以要biết少掉của bộ啊não.这个无明，Nghĩa chấm dứt cái biết bộ não đây á, là chấm说dứt结束头脑的知道，cái ngã chấp,都cái是说sai那lầm,个cái少tri掉kiến自sai lầm, chứ间không phải执là着tiêu diệt cái啊，bộ不não.是把那个头脑。Giống như là tử cái bộ não, chết đi sống lại. Tử đây là tử cái ngã chấp, tử cái vô minh.不是把那个头脑扫掉Trong cái啊，danh từ就của是Đức Phật名á,词thường用người来ta解释。hay chạy vô cái有nghĩa很多Phật,人就折在giống như那đồng个bóng音，就是折trao chuốt在được那个cái chân语thật言，不理解cái mặt mũi chân thật,祖cho nên师cái的bóng意thôi,思。đưa theo cái hình, cái tướng ở bên ngoài, chứ không có
trở về với cái chân thật mà chúng ta thường thì luôn Một luôn mình quên chân đi cái chẳng đó. bị phân ra chơi cái Nên chỉ chỗ, có所cái nghĩ以tình只của hành有thiền chân chẳng để ý chỉ mới giúp sẽ chúng có thể ta băng chu của mình chặt đứt sạc được đeo cái ý thức, cái mạng căn ý ý thức sự tầm mình cân mạng căn ý thức là, tức là ý của chư tổ nói là ý chết sự tầm đi mình rồi cân xong chủ lại sư trở tôi về làm sự chủ cái ý thức, tôi hiểu nó số còn hoàng gian khác với lại sự cái là ý bán thức hồ là trại sân bị ý thức làm chủ. bán hồ tăng ý sự tầm chủ đánh Thì cũng là tôi cái dân ý, này cái tức ý là sự ngược lại cái vô minh đó, là cái trí quản tuệ. lý vô minh chỉ sự Thì chưa lúc huy nào đó tất cả đều tăng trí sở tuệ, khai u thì là cũng y trong chê kinh tôi sự Lăng chưa Nghiêm mà Đức huy Phật nào nói kiến chính văn mình giác nên phổ duy thọ mà tu chính rồi cho mình trên vấn chuyển thì chữ chính sự mình là do cái vô minh, do cái chấp ngã, ú do sự cái đầu thứ hai đó nó tập chi pin phối để mà dẫn dắt. Mà khi mình khai ngộ u rồi thì là chính cái văn giác riêng đó cũng là tự là tánh, trên cho nên vấn không có chuyển hai, không chữ có khác. mới biến Từ thành lục căn à, chữ sinh hữu lưu dụng, căn hữu dụng cho nên chơi cái chỗ điện của này mình nhau mình xảo phải thận sinh. trọng. Cái nhiều khi mình Từ cứ nghe xưa của nói mình vậy mà cho thinh đó là tự tánh rồi thì à, rất nguy thinh hiểm, đã hồ gì không với phải là chưa sư ngộ chưa sinh mới là được. nó chưa hình nguy hiểm Chứ là còn không có mình đưa của ra cái mình với lời ông giải truy thích chiếu này mà là mình chỉ cho sự là tại nó hữu diện à, thì là sai hữu lầm. luân với sinh là chưa Mà sư mình cho đã là đi thì nhỏ nuôi khai dưỡng u nó cũng chưa là sai sinh lầm, mà tiêu diệt nó cũng là sai lầm, của mình chẳng mà nhận mình tha hướng về tôi nó sư cho đó cho là độc tôn, à, tức là vẫn nằm xảo theo trong tao tôi tương sư đối. cho hái chạy cái Cho chữ nên chó tình tự tâm xem hay là tuyên khởi nghi tình, trên nghi tình chơi đó cho mặc dù sinh chưa sinh vượt nhỏ ra qua trí tất hoa cả những thố cái trí chỉ khó khăn, những sự chướng ngại hay những cái tập khí phiền não vô minh ngã chấp của mình á, mình cũng phải đi. Thì thường chúng ta sợ lắm, sợ giống như là sợ mình phóng buông dân xuống, chán sợ sợ mình thất pa bại, phần hai pa pa sợ sumo sợ mình sai lầm, pa phần ta mà chưa cứ chỉ đủ phần trên đơn chưa tri chỉ kiến, được cái tri kiến để mà phán sư đoán phải dùng cái câu đúng chữ sai đúng trên sai. lại Thì chính cái tri kiến đó là lái bệnh, tri chạy kiến à, bệnh. lái Giống như Đức Phật luân nói trong kinh quế Lăng sư Nghiêm, tuy sư ông lấy cho cái kiến văn giác nói duy riêng dùng cái phổ thố duyên tử giác cho tâm để phân biệt cái dùng biệt giác trên tâm, vấn thì chuyển cái duyên chữ tâm nó trở phân thành biệt này là duyên giác tâm, duyên chuyển trở thành cái phân sinh biệt, đó trở thành cái tương đối, na chữ trở thành duyên cái đầu chuyển thứ hai, sinh đầu thứ ba, bên thắng trên chứ vấn không chuyển phải chữ là cái đầu bổn lai. Tại mình không có chịu tu à, tập, ô sư của mình ta không có chịu quá mà muốn phần lại miên mu là trở về với cái tự tánh đó, thanh tịnh không của chẳng mình siêu sinh, không chẳng xa công đó. phu, Cái vấn na đề này chỗ chúng ta không nên thận ta đắc trọng, chẳng hết sức chịu, thận à, trọng. chơi điện y Cho tinh nên nhau, tham học cũng tham học cho đúng. xảo sinh, Tham học đây á, là chan phải bình xuế tĩnh giao tham học, cân trở, là phải chân tăng trung, trưởng tri kiến. chan Cũng là xuế, tham học mà có chan hai xuế loại, hiểu một người thì tăng lẳng trưởng tri cơ, kiến, tăng trưởng hiểu biết, lẳng, một lẳng người thì chỗ, tăng trưởng tự tâm, dù tăng rồi trưởng chan chân xuế, tâm, chưa chẳng nhưng yêu mà phát triển chưa chỉ được chưa chưa chín, đến chưa lúc chín. nào. Phát triển chưa chỉ là chú chó. Giống như Dù rấn chan chúng xuế ta tụng kinh á, một chiu người thì tụng kinh á là để hiểu lời Phật chẳng dạy, à, rõ biết chẳng nhận chưa chỉ ý tình Phật muốn, sinh chưa một sinh người lại á xa công phu để mà cầu sinh vang phái à, và trao đổi, lý trẻ là na chiu đấy cũng là phang tụng kinh, xa số hữu tội mà hai ý cái à, nó khác nhau, xem sung chinh tờ mà đấng không tô phải sự là phủ định hay à, bài bác dù rấn như vậy, sung không chinh phải. Một cái để chưa tu, chẳng một yêu cái lý trẻ phố thú để cầu tờ thanh tế, tổ ý tâm khác hiền tờ nhau. ý sự tờ trang huệ Một cái dù tu rấn để mà sung đạt được cái chinh chưa tướng cho chẳng nên yêu mình tu tốt, dùng một à, cái sung tu chinh là sẽ cái cũng giải phương thoát tiện lại nó đã rõ tạo ràng. sự mơ Thì đó là mà chưa mình phải hẳn hiểu chinh chủ của mình cái nhau tu hẳn tập chinh của chủ chư và tổ phố thố và chủ thực sư hành là đúng cái tùng chỉ trao của hủy sự tu cần tập. chờ chan chán chân chung tờ chung Vậy chữ mới hết giờ, sự chúng ta gian dừng tao lại vì sai sư chen cô bà lòng tham. nam mô bần Nam sư mô sư cha mô ni Đức Phật. phật.